Xin chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của MD Audio. Quý vị và các bạn đang có một chiếc đầu giải mã, quý vị và các bạn đang có một chiếc vang số hay một bộ chuyển đổi quang và đang có nhu cầu cần tìm và sử dụng những cái sợi dây quang tốt để thay thế cho những chiếc dây quang bãi hay những chiếc dây quang cũ ở nhà mình mà đã bị hỏng hóc. Thì ngày hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ba mẫu dây quang bán chạy nhất tại MD Audio cũng như là những sợi dây quang tốt nhất và hàng bãi, hàng tuyển chọn để quý vị và các bạn có thêm những cái sự lựa chọn để bổ sung cho cái dàn âm thanh nhà mình, để thay thế cũng như là để nâng cấp lên cho thay thế cho những sợi dây quang cũ đã cũ hỏng nhà mình, bị chuột cắn, bị gãy đứt hay bị qua thời gian nó bị hỏng, thì sẽ quý vị và các bạn sẽ có thêm những cái sự lựa chọn. Ngày hôm nay xin phép được giới thiệu 3 mẫu dây quang đến quý vị và các bạn để cho quý vị và các bạn có thể lựa chọn và tham khảo 3 mẫu dây quang. Và như ai đã biết rồi thì cái dây quang này nó nghĩa là nó truyền tín hiệu ánh sáng từ cổng quang của TV xuống giải mã, xuống TV box hay từ TV xuống vang số hay xuống âm ly có tích hợp cổng quang. Cái tín hiệu quang nó là cái tín hiệu truyền tải nhanh nhất, cho nên là nó tín hiệu ánh sáng, và quý vị các bạn biết tốc độ ánh sáng nó nhanh như thế nào rồi phải không ạ? Cho nên là cái âm thanh mà cái cổng quang nó mang lại, thứ nhất là nó chính xác, nó chi tiết và nó sạch sẽ, nó trong trẻo nhất. Đấy, khi mà chúng ta sử dụng những cái tín hiệu từ cổng quang, nó nhanh, nó sạch sẽ, nó chính xác và nó cực kỳ chi tiết. Cho nên hiện nay thời đại 4.0 công nghệ số rồi, nhà nhà chơi giải mã, người người chơi giải mã, mà chúng ta không sử dụng, mà chúng ta không tìm được những sợi, sử dụng được những sợi dây quang tốt, thì đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng âm thanh mà chúng ta đang sử dụng. Thì ngày hôm nay ở đây những cái sợi dây quang này đã quá quen thuộc rồi, thì sẽ giới thiệu nhanh đến quý vị và các bạn một số những cái mẫu dây quang khác để những ai chưa biết hay ai chưa xem được những cái video ngày xưa thì có thể xem và tham khảo. Đầu tiên là sợi dây quang của Hitachi. Sợi dây quang của Hitachi được bán rất nhiều, tôi bán rất nhiều quý vị và các bạn nhé. Vỏ bên ngoài sắc rắn, nghĩa là vỏ vải da rắn đấy, gọi là da rắn, bọc bên ngoài chống gãy gập cũng như là tăng tính thẩm mỹ, và nó thực ra nó rất là bền nữa. Đó, nó rất là bền. Đây. Và sợi dây này có đúng một chiều dài thôi. Hiện tại nó còn một chiều dài là 1.8 quý vị các bạn nhé. 1.8m dây quang của Hitachi. Dây quang bãi xịn. Và tất cả, lưu ý nhắc lại đến quý vị các bạn nhé, tất cả những sản phẩm dây quang tôi bán đều là dây quang hàng bãi, hàng tuyển chọn, phải rất là mới thì tôi mới lấy. Đó, không phải là hàng sản xuất đại trà, hàng lung tung và chất lượng kém nhé. Vì uy tín tạo niềm tin đến quý vị các bạn. Quý vị các bạn, tôi bán cái này rất là nhiều, bán trên Shopee, bán trên Facebook hay bán trên YouTube, những cái sợi quang này được cực kỳ nhiều rồi, và thực sự thì cái chất lượng của nó mang lại thì rất là tuyệt vời. Vì quan trọng là cái chất lượng quang này này, quý vị các bạn chơi qua cổng quang thì thực sự là không cần phải quá cầu kỳ, không cần phải quá, ví dụ chúng ta chơi dây đồng thì nó có đồng chất liệu nọ chất liệu kia đúng không ạ, thì tiếng ấm, tiếng sạch, tiếng chi tiết thì chúng ta chơi dây đồng ngọa bạc, còn một tiếng trầm xuống sâu, giải bass xuống thật sâu là sâu thì chúng ta chơi dây đồng không, đại đồng UFC, đồng nguyên chất. Nhưng mà trên dây quang này thì họ đều dùng truyền tải tín hiệu bằng sợi thủy tinh thôi, cho nên là chúng ta không cần quá cầu kỳ, và quan trọng nhất là nó đạt được cái hiệu quả mà chúng ta mong muốn và nó bền, thế thôi. Đó, còn ai muốn tiếng nó ấm, tiếng nó sạch, tiếng nó trong, thì tiếng nó ấm, tiếng nó trầm bổng, tiếng nó phải thế nào thì chúng ta nên chơi qua cổng khác đó, hoặc là thay đổi dây loa, dây AV. Còn chơi được cổng quang này thì tín hiệu nó thực sự là không thay đổi nhiều đâu. Đây, các bạn có thể thấy tôi sẽ cắm thử nhé. Lưu ý là nên tháo cái đầu ra, phải tháo cái đầu chụp ra nhé, mà nó có chiều đấy, cắm rất đơn giản thôi, khực một phát đó đã kết nối xong, rút thì rút một phát mà cắm thì cũng đó. Chú ý và các bạn không được để cái đầu chụp này mà cắm vào đâu nhá, như vậy thì sẽ gây hỏng đấy. Dây quang bãi của Hitachi này xin phép báo giá luôn thì quý vị các bạn
190.000 đồng bao ship toàn quốc đến quý vị các bạn nhé, dài 1,8 m, dây quang bãi Hitachi. Tiếp đến là một sợi dây quang rất là xịn của AudioQuest, một thương hiệu đến từ Mỹ. Đây, đầu rắc bằng kim loại, cắm rút chặt chẽ và êm ái, chất liệu quang cũng rất là tốt và ổn định. Cái dây này tôi bán thì nhiều anh khách cực kỳ khen luôn và đánh giá cái dây này cực kỳ cao, dây vài triệu có khi cũng chỉ ngang ngửa cái dây thôi. Đấy, nói vui, nói canh, nói vui như vậy. Còn chất lượng thì tôi cũng bán rất là nhiều rồi, qua thời gian thì chưa ai chê cả. Dây AudioQuest, dây của Mỹ quý các bạn nhé. Đây, AudioQuest vỏ cũng vỏ vải da rắn đó, vải dù rất là chắc chắn, đầu rắc thì bằng kim loại. Đây, tôi cũng cắm thử luôn. Dây này hiện tại tôi chỉ còn một chiều dài là 2 m nhé, dây này chiều dài là 2 m và giá là 280.000 đồng. Dây quang dài hay ngắn nó không ảnh hưởng đến chất lượng quý vị các bạn nhé, 5 m, 10 m không ảnh hưởng đến chất lượng cả đó, cho nên là quý vị các bạn không cần lăn tăn. Đã thảo đấy, cắm rút rất là êm này, đúng chiều này đó, rất là êm ái. Dây quang AudioQuest dài 2 m, giá là 280.000 đồng quý vị các bạn nhé, 280.000 đồng. Còn đây, một sợi dây quang vô cùng mới mà tôi mới kiếm được về cho quý vị các bạn, cũng là sợi cao cấp nhất tại MD Audio, đó là sợi quang của XLO, cực kỳ đẹp, toàn hàng tuyển chọn, đầu rắc, quý bạn nghe thấy không ạ? Dây này thì không được bọc vải rắn, nhưng mà nó làm bằng cao su, cao su thì nó mềm dẻo, cũng như là nó cũng linh hoạt hơn. Đó, và dây nó rất là mềm này, các bạn thấy rất là mềm, mà nó to, cái sợi này nó to nhất trong 3 sợi luôn về kích thước nhé. Đây, nó to hơn, nó to gần gấp đôi cái sợi của AudioQuest, cũng như là gấp đôi luôn cái sợi của Hitachi. Đây, các bạn thấy to gấp đôi này. Đó, sợi này có duy nhất chiều dài là 1 m quý vị các bạn nhé, dây của XLO chiều dài 1 m, giá sẽ là 320.000 đồng, cũng bao ship đến tay quý vị các bạn luôn. Dây này thì không có chiều dài là dài hơn đâu, đúng duy nhất một size là 1 m. Dây của XLO không cần phải bàn nhiều về cái dây của XLO cũng như cái dây quang chất lượng này nữa rồi. Đó, quý vị và các bạn yêu thích hay muốn sử dụng những bộ dây nào thì vui lòng comment số điện thoại ở bên dưới, hoặc là gọi và nhắn tin cho tôi qua số điện thoại 0931655426 nhé. Tôi sẽ giao hàng toàn quốc đến tay quý vị và các bạn, nhận hàng, kiểm tra hàng đúng mẫu mã, đúng sản phẩm thì thanh toán. Đó, báo giá lại này. Dây quang bãi Hitachi, bãi Nhật. Dây quang bãi Nhật Hitachi 190.000 đồng, dài 1,8 m, bao ship đến tay quý vị và các bạn. Dây quang AudioQuest của Mỹ dài 2 m, giá 280.000 đồng, bao ship đến tay quý vị và các bạn. Và cuối cùng, dây quang cao cấp của XLO. Dây quang cao cấp của XLO là 320.000 đồng và dài 1 m nhé, cũng bao ship đến tay quý vị và các bạn luôn. Dây quang của XLO này, cắm rút thử này, tương đối nhẹ nhàng. Đó, êm ái. Rồi, quý vị và các bạn yêu thích video này, đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ, cũng như là để lại ý kiến bình luận phía bên dưới. Còn bây giờ xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.